bản nâng cấp Stinger đáng yêu được trang bị động cơ tăng áp 4 thì mạnh mẽ hơn, đó là một cải tiến lớn. Các Kia Stinger là một trong những chiếc xe mới yêu thích của tôi. Với ngoại hình xe ý tưởng, tính thực dụng của xe nâng, động lực lái tuyệt vời và nhiều tính năng với mức giá phải chăng. Stinger là một viên ngọc quý không thể đánh giá cao và nó thậm chí còn tốt hơn vào năm 2022 với việc bổ sung một động cơ mới. Thay thế động cơ tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh cũ là động cơ tăng áp 4 xi lanh 2.5 lít mới. Loại động cơ tương tự được tìm thấy trong các sản phẩm khác của Hyundai Motor Group như Hyundai Santa Cruz và Genesis GV70. Nó tạo ra 300 mã lực và mô men xoắn 311 pound-feet tăng 45 mã lực và so với động cơ 2.0T cũ và thấp hơn 68 mã lực và so với động cơ V6 3.3 lít tăng áp kép của Stinger GT. 2.5T kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Động cơ mới này thực sự tạo ra một cú đấm và làm cho Stinger nhanh hơn đáng kể so với động cơ 2.0 lít cũ. Kia báo giá thời gian từ 0 đến 60 km/h là 5.2 giây, nhanh hơn nửa giây so với trước đó và chỉ chậm hơn nửa giây so với GT. 2.5T cho cảm giác phản hồi nhanh hơn so với 2.0T cũ. Đặc biệt là ở giữa giải vòng tua và khi vượt qua tốc độ đường cao tốc và hộp số tự động 8 cấp khá nhanh chóng khi chuyển sang các thiết bị của riêng nó. Động cơ mới cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn so với 2.0T. Con số 32 mpg trên đường cao tốc EPA của nó tốt hơn 3 mpg so với trước đây và tôi thấy hơn 35 mpg khi lái xe trên đường cao tốc trong thế giới thực. Hệ thống lái trợ lực điện tử được điều chỉnh tốt với phản hồi tốt và chuyển hướng nhanh chóng và việc thiếu bộ giảm chấn thích ứng của GT có nghĩa là nó có nhiều cuộn cơ thể hơn. Điều mà tôi thực sự thích thú, rõ ràng là Stinger cơ sở có trọng lượng trục trước ít hơn GT và nó vui tươi hơn và dễ xoay hơn. Nhưng trong khi bánh xe 18 inch của 2.5T mang lại cảm giác lái êm ái, thì lốp xe cả mùa lại dễ bị non và phanh nhanh nhão. Nhưng trong phần lớn các tình huống, Stinger 2.5T GT Line là một chiếc sedan thú vị chết tiệt tạo nên một trường hợp tuyệt vời để gắn bó với động cơ cơ sở. Stinger 2.5T cũng tạo ra một trường hợp để bật tiếng ồn động cơ nhân tạo. Điều đó có thể gây tranh cãi đối với những người đam mê. Mặc dù âm thanh của động cơ không tệ, nhưng âm thanh của nó không phải là rất đặc sắc hoặc đặc biệt từ bên trong hoặc bên ngoài xe, một điều đáng tiếc khi xem xét các mẹo ống xả quát của Stinger. Có một thanh LED rộng toàn phần mới kết nối đèn hậu và thiết lập đèn pha LED tiêu chuẩn có thiết kế mới. Các cản va đã được tinh chỉnh một chút và Stinger 4 xi lanh chỉ có ở phiên bản GT Line duy nhất có thiết kế cản thể thao hơn giống như GT chạy bằng động cơ V6. Kia cũng đã cung cấp cho Stinger một số thiết kế bánh xe khác nhau. Các đầu ống xả lớn hơn và huy hiệu được thiết kế lại của thương hiệu và tôi yêu thích màu xanh lục Ascot mới được thấy trên chiếc xe thử nghiệm của mình. Bên trong, có một màn hình cảm ứng 10.3 inch mới thay thế cho màn hình 7 inch cũ và nó đang chạy phần mềm thông tin giải trí mới nhất của Kia, dễ sử dụng hơn rất nhiều so với trước đây. Điều hướng Apple CarPlay và Android Auto đều được bao gồm. Đối với năm 2022, nội thất của Stinger cũng có màn hình 4.2 inch lớn hơn đặt giữa các đồng hồ đo. Bộ sạc điện thoại không dây và các chi tiết trang trí chrome và đen bóng mới. Mọi chiếc Stinger cũng được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và di chuyển căn giữa làn đường, giám sát điểm mù. Phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và ghế hỗ trợ thoát hiểm an toàn. Với sự tấn công dữ dội của Kia đối với các loại xe điện, khó có khả năng Stinger sẽ được thay thế trực tiếp một khi chiếc này chết đi trong vài năm tới.
Nhưng mặc dù bản thân Stinger có thể không tồn tại lâu trên thế giới này, nhưng tinh thần của nó dường như vẫn sống tốt trong EV6 sắp tới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.